Ok, xuất phát. Đánh luôn, tốt nè, vẫn còn 100 điểm nha. Đang nên gửi qua Zalo cho bạn xem lại. Vẫn còn 100 điểm. Đúng là mình mở thắng ra cho nó chơi, khi nào cần cái mình gà xuống lại. À, miễn sao xe nó đầm mà được rồi ha. Vừa đủ cho mình xài thôi, không quá nhanh, không quá chậm. Không được dùng xăng con, mở con hết nè, và không có được thắng đầu. Đó. Đánh luôn, đánh nhanh luôn. Ok, tốt luôn rồi đó. Rồi, bài thứ hai là mình sẽ đi thẳng thôi. Từ bài 2 chuyển qua bài số 3 là mình sẽ ép sát bên trái và đi sâu xuống nha bạn Ngọc. Để mà mình né cái vạch đầu tiên ở bên bài số 3. Đúng rồi, như vậy đó. Đúng rồi luôn, đó, bây giờ xong. Rồi, bây giờ mà mình sẽ né cái vạch ngang. Nếu cắn vạch ngang là bị trừ 1 lần 5 điểm. Rồi, chuẩn bị làm bài số 4 luôn. Ép sang phải, đánh lái luôn. Bỏ trái. Qua đây luôn Ngọc. À, làm thêm bài nữa. Để gửi cho bạn xem cho đầy đủ luôn Ngọc ơi. Rồi. Nó nhìn quá, khỏi tăng ga Ngọc. Nó như ga nó mạnh lắm, khỏi tăng ga đâu. Xong rồi đó là kết thúc phần thi của mình này. Các phần còn lại chỉ có trả xe thôi. À, nó không có liên quan tới bài thi của mình đâu. Hết bài số 4 mình đã xong rồi nha. Đó. Chạy tốt. Ok.